sáng ngày 1 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc Lý Gia Siêu đã chủ trì tọa đàm với các hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông và Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của trưởng khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Tiếp đón ông Lý Gia Siêu trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, khuyến khích các bộ ngành địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hồng Kông, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là Hồng Kông ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong dịp Việt Nam chủ trì đăng cai năm APEC 2027. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lý Gia Siêu chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam những năm qua. Khẳng định chính quyền đặc khu Hồng Kông hết sức coi trọng quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông và Việt Nam. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu cũng đề nghị hai bên duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hoan nghênh Việt Nam cử đại diện tham dự hội nghị cấp cao Vành đai và Con đường lần thứ 9 tổ chức tại Hồng Kông, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hồng Kông mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, tăng cường trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, dịch vụ vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch và giáo dục, sẵn sàng thúc đẩy phối hợp trong các diễn đàn đa phương. Tại buổi tọa đàm với các hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông và Việt Nam, đại diện các cơ quan doanh nghiệp của Hồng Kông đều khẳng định mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, giáo dục đào tạo nghề, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hồng Kông hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7, đối tác đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hồng Kông và đứng thứ 2 trong các nước ASEAN. Trong khuôn khổ hội đàm, Phó Thủ tướng và trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư và hàng không.